Xin chào các bạn. Lần trước mình đã hướng dẫn các bạn về lý thuyết và cũng như là giới thiệu các bạn sơ về cái demo của Synthetic Simulation. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn implement cái model ASP.NET 50. Thì cái về cái kiến trúc của ASP.NET 50 thì mình đã giới thiệu cho bạn. Thì đầu tiên mình cần phải import một số thư viện của Thọt, như là Thọt nó nói vật và thuật functional. Sau đó mình sẽ viết một class, đầu tiên là một class được dùng nhiều nhất là convolutional 2D bus non relu. Thì cái này nó sẽ kế thừa lại từ cái module của Python ha. Đầu tiên mình sẽ viết cái một cái hàm và mình sẽ gọi cái hàm của thằng cha của nó ra ha. Mình sẽ tạo một cái instance init cho nó. Và tiếp theo mình sẽ tạo một cái lớp convol ở đây bằng cách là gọi cái hàm convol 2D. Rồi mình sẽ truyền vào là input channel, output channel con kernel size stride bedding dilation và cái bias. Ok, tiếp theo mình sẽ làm một lớp bạch màu ở giữa. Chấm bật năm 2D thì ở đây mình sẽ cho ra là cái output, mình sẽ cho đầu vào của nó là output channel ở phía trên ha. Và tiếp tục mình sẽ cho qua một hàm relu để bẻ cong cái function của mình bằng cái nó nói ruột relu. Mình sẽ để cái tham số in place bằng true. Ok, mình sẽ viết cái hàm forward để nó có thể bắt drop ha. À, mình nhập forward để forward chứ không phải để fit forward ha. Rồi mình sẽ truyền vào cái nơi buộc ha. Thì đối với TensorFlow nó sẽ không có từ mình cái khúc này ha. Tức là cái khúc này nó được lược gọn đi. Còn đối với phần Python thì mình phải truyền, mình sẽ viết một cái hàm ở trên này mình chỉ init thôi. Còn ở này mình sẽ tức là mình chỉ init cái structure của nó, còn dưới này mình sẽ tiến hành nối vào cái mạng của mình ha. Đầu mình sẽ nối và mình lấy input kiến đầu phía trên mình sẽ truyền vào dưới đây và mình sẽ tiến hành convol với cái đoạn trên ha. Mình có thể không viết init này cũng được, mình thể lấy bỏ xuống này chứ nó sẽ dài hơn. Sale chấm bạch nam ha, thì mình cũng chỉ vào cái ít tiếp theo mình nói lần lượt vào và cái output của mình, cái output của mình sẽ bằng là cái mình sẽ reload ít qua và mình sẽ return lại cái output. Ok, vậy là đã xong cái class về bạch nam ha. À, mình nhầm, về convolutional 2D Việt Nam.
Ok, tiếp theo mình sẽ viết một class là cái lớp feature. Feature map control ha. Feature map thì nó cũng kế thừa từ cái module viết hàm tạo cho nó ha. Thì ở trong cái hàm tạo của feature map module này thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ gọi cái thằng hàm chay của nó ra và mình truyền cái thằng feature map conditional này vào, và mình sẽ tạo một cái constructor cho nó. Và bây giờ là vô cái block block 1 của conditional, feature map conditional, thì mình sẽ gán lần lượt ha, cái input channel này. Mình copy cho luôn cho nhanh ha. Input channel, kernel size, stride, bedding, dilation và bias thì nó sẽ lần lượt là bằng 64, 64. Này mình các bạn xem là cái model để implement cho nó chính xác ha. Mình không nhớ đâu, mình cũng xem thôi. Phone. Ok. Sale chấm CBNR 2 thì cái CBNR 2 này không, đầu tiên là phải là CBNR 1. Thì thằng này nó sẽ bằng là cái conditional but non reload ha. Thì mình sẽ truyền lần lượt vào ở các tham số như ở phía trên ha. Ok, vậy là mình đã xong cái block 1 ha. Bây giờ tới block 2. Cái block 2 nó cũng tương tự như block 1 ha. Nhưng mình sẽ đổi một số thông số ha, 64 64 nè. 3 1 1 false. Ok. Và đây là cell CBR2. Và bạn và mọi thông số thì nó đều giống ha. Ok, và bây giờ tới block 3. Thì cái lốc 3 của nó là 64128 64128 311 và false là 3. Ok, tới block 4 cell mắc bullying thì ở cái đây nó sẽ sử dụng cái nối ruột chấm mắc boolean 2D, mình sẽ truyền cho nó vào cái kernel size là bằng 3, stride thì sẽ bằng 2 và cái bedding phải bằng 1. Ok, đây là cấu trúc model ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành forward chuyển vào cái thì đối với cái hàm forward này mình sẽ sử dụng đơn giản là ở trên thôi, thì nó sẽ bằng là cell chấm cb cb nr1
Ok. CBNR2 và CBNR3 và cái output của mình lấy ra thì nó sẽ bằng là sale chấm max volume US. Cuối cùng mình sẽ return lại với cái output. Ok, vậy là mình đã xong cái lớp feature map convolutional. Và tiếp theo mình sẽ viết một cái lớp class cũng hay sử dụng, đó là convolutional 2D but no, mà không có reload ha. Thì ở cái lớp này nó sẽ cộng dồn ở phía cái lớp cuối luôn ha. Nó cộng dồn để nó cộng dồn để nó reload một lần luôn với cái lớp phía vớt resto. Thì ở đây mình cũng viết tương tự như cái lớp trên này luôn ha. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo một cái hàm constructor ha, và mình sẽ truyền vào y chang như cái lớp ở trên luôn. Mình sẽ truyền vào cho nó cái chen ở trên luôn các bạn thấy, input channel, output channel, input channel, output channel, strike. Dilation bên này cũng có bias ha. Thì đây ok, vậy là à không, lớp này vẫn có đầy đủ những thông số như trên chứ. Thì sau đó mình sẽ tạo ra một cái hàm super là convolutional 2D bạn nom init ha. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một lớp convol. Lớp convol này thì mình cũng sử dụng y chang những cái lớp ở phía trên thôi ha. Ok, và sau khi qua một lớp convol thì mình sẽ qua một lớp bạch nam. Ok, và sau khi bạch nam xong mình đưa ra cái output luôn, và mình sẽ tiến hành viết cái hàm forward. Và cái hàm forward này sẽ bằng là cell chấm convol if và output. Của mình sẽ bằng là cell chấm bật nó x và return lại cái output. Ok, vậy là mình đã viết xong một cái lớp control bật nó mà không không có reload ha. Tiếp theo là mình sẽ viết một cái class bottleneck BSB. Nó cũng kế thừa lại từ cái module của bài thật, và mình sẽ viết cái hàm init ha. Thì cái hàm init của thằng này nó sẽ chứa là gì? Nó sẽ chứa là input channel, output channel. Ngoài cái input output thì cái thằng bottleneck này nó sẽ có một thằng là middle nữa ha, ở giữa, tức là nó phần to thu nhỏ và thu nhỏ phần to trở lại. Thì bất kỳ cái mạng nào mà nó cần phải define cho những phần tử rất là nhỏ, nó đều cũng phải dùng cơ chế này để nó giúp module có thể học được những cái tính năng nó nhỏ. Ở đây thì cái đặc trưng của mình là cái đặc trưng về cái pixel, cho nên là nó rất nhỏ ha. Kiểu như là mình cần phải xài cái module này.
Thì ok, sau khi tạo cái construct, gọi cái construct nó ra thì mình có C1 thì cái lớp này nó sẽ bằng một cái convolutional 2D bus norm mà có relu, cái mình truyền vào là input channel, output channel, middle channel. Cái thằng middle channel này nó sẽ làm output của cái lớp này luôn ha. Và kernel size của mình sẽ bằng 1 và stride cũng sẽ bằng 1 luôn ha. Và betin của mình sẽ bằng 0. Ok, và cái dilation của mình sẽ bằng 1 và bias sẽ bằng 0. Ok, vậy là mình đã xong CBR1, CBR2 và CBR3 thì mình cũng làm tương tự luôn ha. Thì đối với C à, mình chết lại cái lớp trên này trước ha. Ok, thì cái lớp ở trên thì nó không sai ha. Tại mình muốn check cái đầu vào đầu ra của nó. Đầu vào của này là input, đầu ra của này là mid channel. Thì cái đầu ra của thằng này phải là mid channel. Và cái đầu ra của nó cũng là mid channel, nó sẽ tiến hành cái lớp này nó sẽ lớp đi ngang ha. Ok, và kernel size stride của nó đều là 1 và cái bedding của nó, cái điều đặc biệt là cái pin của cái lớp này nó phải bằng cái dilation ha. Cái đặc biệt của thằng bedding này là nó phân bày bằng cái dilation, và cái dilation này nó cũng sẽ bằng cái dilation để làm gì, để nó sẽ giảm bớt cái đặc trưng, và cái bias của này cũng là bằng false, bằng không luôn ha. Bias này chỉ bằng có học một thôi, bias hàm y bằng w x cộng b, thì cái b này chính là bias, bias này là bằng không. Ok, và cái lớp này thì cái đầu vào của nó cũng là mid channel và đầu ra của nó chính là out boot channel, nó phải input channel bởi vì vào nó phải bằng ra ha. Input channel kernel size của nó sẽ bằng 1, stride bằng 1, bedding của nó bằng 0, và đây là sinh bằng 1 cũng như là bias bằng 0. Ok, xem mình sẽ reload nó ha. Thì cái lớp reload của nó sẽ bằng là nửa chấm reload, và mình sẽ truyền vào là có in place hay không. Thì đây, go in place. Ok, viết một cái hàm forward definition forward, truyền vào hit. Ok, viết lớp ok, mình sẽ viết một cái lớp thích chặt trùng luôn ha. Mình sẽ bằng cell chấm cbr không có relu ha, không có relu cv 3 cell chấm cp2 chấm cell chấm cp1. Ok, và cái lớp restore của nó sẽ bằng cái x, và cuối cùng sẽ return lại là cái cell chấm value của cái convolutional cộng cho cái restore. Ok, là đã xong cái lớp bottleneck ha. Tiếp theo mình sẽ đến cái lớp pyramid boolean. Thì cái lớp pyramid boolean này cũng kế thừa từ cái module.
và cái đẹp finish mình tạo một cái hàm tạo ha. Thì cái hàm tạo này mình truyền vào là in channel, in channel boolean size height và width. Về cái viết một cái hàm super để nó có thể gọi cái thằng cha ha. Ok, super sale chấm sale sale chấm hay bằng hay. Mình sẽ lấy cái input đầu vào chấm width thì nó sẽ bằng width. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái mình sẽ tính cái output channel đầu vào và đầu ra là sẽ bằng ép kiểu về in ha, nó sẽ bằng in channel, mình sẽ chia cho cái chiều dài của boolean size ha. Bởi vì sao? Bởi vì lấy cái đầu vào mình chia cho cái số lượng boolean size thì nó sẽ bằng cái output thôi. Thì cái ở trong cái TensorFlow thì nó mặc định ở trong TensorFlow thì nó sẽ tính luôn cho mình truyền vào cái nó sẽ tính ra cho mình cái output tự động luôn ha. Tuy nhiên thì ngược lại mình cần phải tính ở cái bước tiếp theo để nó trùng khớp với đầu. Mình còn phải tính, không cần phải tính mà mình chỉ cần in ra, sau đó mình sẽ khớp cái lớp tiếp theo vào thôi, không cần tính mất công. Và cái lớp Average Boolean 1 của mình nó sẽ gọi là cái hàm, mình sẽ gọi ra cái hàm Adaptive Average Boolean 2D ha. Thì Adaptive Average Boolean 2D mình sẽ truyền vào cái output size của nó sẽ bằng là Boolean size và mình lấy phần tử thứ không. Ok, và cái conditional but non relu CBR1 CBR1 của mình sẽ bằng lớp là conditional but non relu, chuyển vào là input channel này. Output channel cơ độ sao bằng 1, stride bằng 1, padding bằng 0 và cái dilation bằng 1 cũng như là bias bằng 0. Ok, vậy là mình đã hình thành xong cái bước Average Boolean cũng như là conditional but non relu. Tương tự Average Boolean số 2 của mình, thì đối với cái Average Boolean số 2 của mình thì nó cũng là lớp Adaptive Average Boolean, tuy nhiên phần tử của mình là phần tử 1. Đây mình đổi tên lại là năm 2 ha. Và cái thông số của nó thì cũng giống như cái thông số ở phía trên thôi ha. Cứ là sang 1, strike bằng 1, padding bằng 0, dilation bằng 1 và bias bằng 0. Ok. Thì à không, bias nó phải bằng full chứ. Bias bằng 0. Mình sửa lại bias sẽ bằng tất cả những thằng nào bằng 0, mình sửa lại thành true hết. Mình sửa lại bằng false chứ mình nhầm. Ok, vậy là mình đã xong cái lớp Average Boolean số 2. Và đối với cái lớp Average Boolean số 3 thì cũng tương tự luôn. Average Boolean số 3. Average Boolean số 3 thì giờ mình sẽ lấy phần tử thứ hai ha của cái boolean size và
cái đối với cái CPR3 này thì mọi thứ nó cũng tương tự. Và mình sẽ viết cái lớp average booling số 4. Và bài toán số 4, average booling số 4 nó sẽ bằng cái size của thứ ba. Và cái thông số thì nó cũng tương tự ha. Root kernel size bằng 1, strain 1, padding bằng 0, dilation 1 và bias 4. Ok, vậy là mình đã xong cái cấu trúc cơ bản của cái lớp này. Và mình sẽ tiến hành viết cái lớp forward. Definition for chain value is. Ok, mình chỉ việc là gọi những cái trên thôi. Cell chấm CPR1. Thì CPR1 mình sẽ truyền về cho nó là cái mình sẽ nói tiếp với cái lớp average boolean số 1 đó ha. Average boolean số 1 mình sẽ truyền đầu vào là x. Ok, sau đó cái L một của mình sẽ bằng functional interpolate của mình ha. Mình sẽ truyền vào là L1 size. Thì cái size của mình sẽ bằng cell chấm hay ha. Cell chấm width với cái mode của mình là mode bilinear. Mình sử dụng toán bilinear để mà có thể regression ha. Và cái align con n của mình, căn góc của mình là bằng true ha. Ok, và cũng tương tự mình viết lớp L2, L3 và L4. L2, L3 và L4. Thì đối với cái A2 mình cũng sẽ xài cái CPR2. Ok, và Average Boolean số 2. Còn ở dưới thì dùng y chang. L3 thì dùng cái CPR3 và Average Boolean số 3. Tương tự số 4. Số 4, ok. Và cuối cùng mình sẽ tiến hành là cắt lại ha. Mình sẽ tiến hành nối lại ha. L cuối của mình sẽ bằng là thọt chấm cắt, và mình sẽ truyền cho nó một cái list ha. L1, L2, L3 và L4. Ok, với cái dimension của nó cast là theo chiều ngang. Và cuối cùng mình sẽ return lại là cái bút của mình. Ok, vậy là mình đã xong cái lớp tiếp theo là lớp Pyramid Boolean. Và tiếp theo mình sẽ viết một cái lớp là lớp một cái layer decode ESP và feature cái thừa từ nó gồm module. Init và hay with n class với cái super super cell sẽ gọi là init ha. Ok. Mình sẽ viết là mình sẽ lấy cái đầu vào
2 bằng 2. Quyết bằng quyết chấm CBR bằng conditional path non value in channel truyền vào cho nó là 4096. Out channel của nó là 512. Kernel size bằng 1. Strike cũng bằng 1 luôn. Bedding bằng 1. Tại relation của nó cũng bằng 1 luôn. Không có bias. Class bằng 4. Cell chấm drop out. Thì cái drop out này để làm gì? Để cho model của mình nó bớt phức tạp đi và nó sẽ tránh được cái hiện tượng overfit, cũng như là giảm cái size khi mà mình tiến hành prune ha. Mình sẽ prune tất cả những phần tử drop out để cho nó, bởi vì những phần tử này là bằng không nè, thì cái tỷ lệ drop out của mình là bằng 0.1 của cái mạng ha, tức là bằng 10%. Nó sẽ drop out 10% số lượng nó vô của mình. Classification của mình sẽ bằng nếu một chấm cần vô 2D, đầu bảng của mình sẽ là in channel. In channel là 52, out channel là sẽ bằng số lượng class để ra cái dự đoán ha. Thì đối với những mô đồ phức tạp thì nó sẽ bao gồm nhiều cái nhánh, nó sẽ còn cắt lại ở phía cuối ha. Về cái việc lúc mình design mô đồ cũng vậy, không phải là mình design một nhánh để mình cho tất cả thao tác, mà mình phải chia ra mỗi nhánh nó sẽ có những cái thao tác khác nhau, rồi mình sẽ còn cắt lại. Thì đó là cách để mình đi design cái mô đồ, và để tìm trên từng cái nhánh thì mình cần phải có những cái ý tưởng design, và mình sẽ tiến hành auto machining để mình tìm ra ha. X bằng cell chấm classification, đây là cái nhánh classification, còn những nhánh kia là để nó sẽ phân tách vùng ha, cùng là output của mình sẽ bằng f chấm interpolation với một đầu vào mà truyền vào cái mạng của mình. Với cái size là sẽ bằng cell của 2, cell của width, thì nó sẽ tiến hành interpolate, nó sẽ tiến hành nội suy cho mình ra được cái output đầu ra cho nó bằng cái đầu vào. Thì cái mode của mình sẽ bằng là b linear ha. Ok, và align, cái thông số align corner của mình sẽ bằng true. Ok, cuối cùng sẽ return lại cái output là một cái image bằng với cái image đã đưa vào. Thì ngoài ra mình còn một cái class nữa là class glossary đặc biệt của Auxiliary BSB. Ok, layer thì đây là một cái layer đặc biệt của những cái bài toán segmentation ha. Bạn thấy bất kỳ cái model nào hiện tại thôi, sau này có thể là nó sẽ cải tiến nhiều mình không biết, thì nó đều sử dụng cái Auxiliary này, Auxiliary loss này để nó làm ha. Thì nó cái mục tiêu của cái lớp này nó sẽ tiến hành phạt cái model của mình để nó có thể đưa ra cái học nhanh hơn, và nó sẽ đưa ra cái dự đoán chính xác hơn. Và mình sẽ gọi cái hình super ha. Ok, sẽ tiến hành lấy cái đầu vào hay bằng hay cell chấm conventional but non relu, thì mình sẽ gọi là conventional but non relu
Với đầu vào truyền vào lấy cái in channel, out channel. In channel của mình sẽ bằng là 256. In channel của mình sẽ bằng in channel. Đầu đây là 256. Đối với cái model BSD muốn in lên mình cho nó tổng quát thì mình nên để cái này là mấy cái số đầu ra sẽ là cái số tỷ lệ ha. Tuy nhiên đây mình in đi mình BSD 300. Mình đã fix cứng luôn cho nó dễ debug ha. Thì ở đây padding nó cũng sẽ bằng 1 và cái dilation của nó cũng sẽ bằng 1. Và cái bias ở chỗ này. Ok. Xe drop out bạn nhớ đến 1 chấm. Ở đây mình cũng drop out 10% luôn ha. Và xe chấm classification mình sẽ bạn nhớ đến 1 chấm Colossal 2D và mình sẽ sử dụng một cái hàm qua cái lớp này mình sẽ sử dụng cái hàm linear để mình classification cho nó ha. Còn ở đây mình muốn classification được thì mình sẽ ra một lớp control ha. Và lớp control đầu ra của nó phải bằng cái số lượng class của mình ha. Ok, và kernel size sẽ bằng 1, stride bằng 1, bedding của mình sẽ bằng 0. Do cái hàm forward mình sẽ chuyển vào là cái mạng của mình is bằng cell.cpr is bằng cell.dropout is bằng sale chấm classification is luôn và cuối cùng mình sẽ ra được cái output của mình. Mình sẽ bằng đưa nó về cái dùng cái hệ interpolate đưa nó về cái size bằng với cái size đầu vào hồi nãy với sale chấm hay sale chấm width. Ok, size bằng và cái mod của mình là mod bilinear thì hầu hết mình sẽ sử dụng bilinear hết ha. Nó sẽ làm cho cái ảnh của mình nó sẽ không có bị sai khác nhiều lắm và phù hợp cho với cái bài toán segmentation của mình. Ok, vậy là mình đã xong cái lớp Luxury và bây giờ mình sẽ tiến hành tạo ra cái class BSBnet ha. Đây, mục tiêu của tất cả cái implement những cái class code hồi nãy là để mình implement cái hàm này. Thì đầu vào của cái này là số class. Ok, mình sẽ sử dụng hàm super. Hàm super này thì mình sẽ gọi cái thằng BSBnet che này. BSBnet cell và mình sẽ tiến hành tạo một cái hàm constructor của từ cái hàm che của module và sau đây mình sẽ để cái thông số config của mình số lượng parameter là cell gồm cái log. Khi mình viết thực tế mình sẽ để cái này trong file config, mình sẽ import và mình sẽ gọi ra mình dùng thôi. Nó sẽ tiện cho mình trong cái việc mà maintain sau này hơn ha, thay vì phải tra trong code rất là lâu. Image này là bằng 4.75 và cái image data size 8 bằng 60. Còn cái feature module
Ok, mình sẽ biết tiếp tới cái feature của module thì nó sẽ gọi là sale của cái feature control, thì nó sẽ gọi là cái lớp feature map control ha, và cái lớp sale chấm feature restore, một thì cái lớp này nó sẽ bằng là lớp race, cái lớp restore block BSB ha. Ok, đây mình viết thêm cái lớp restore nữa ha. Class là restore block BSB. Và của nó là số lượng block input channel mid channel output channel strike và dilation. Thì ở đây mình cũng gọi cái hàm server của mình. Ok, đây mình sẽ tạo một cái lớp bottleneck ở đây ha. Bottleneck thì mình sẽ gọi cái hàm s module luôn ha. S module thì mình sẽ add cái block số 1 ở đây và gọi cái hàm lớp 1 bottleneck PSP in channel mid channel output channel strike deletion. Ok, mình sẽ tiến hành tạo một cái vòng lớp for i in range của số lượng block cộng 1 hay trừ 1 chứ, và sẽ tiến hành sale chấm add module block cộng string của y cộng 2 bottleneck khi button ở đây thì mình sẽ sử dụng cái lớp bottleneck identify ha. Ok, mình sẽ viết thêm một class bottleneck identify. Thì cái lớp bottleneck identify BSB này mình sẽ kế thừa từ cái module luôn ha. Đầu vào của nó sẽ là input channel mid channel strike và cái dilation. Ok, mình sẽ tạo cái hàm super sale chấm c sale chấm cpr1 của mình là bằng con vô số nổ 2d bạch non reload chuyển vào in channel mid channel là đầu ra kernel size bằng 1 strike
bằng 1, Latin bằng 0, relation thì sẽ bằng 1, và bias thì nó sẽ bằng là false. Ok, tiến hành copy ha. Thì cái đầu ra của thằng này, đầu vào của thằng này sẽ bằng đầu ra với channel, với channel cross sang 3. Cái này lớp lớp ha. Kernel size bằng 3, stride bằng 1. Cái lớp padding của thằng này sẽ bằng cái lớp bằng cái số số lượng dilation, và dilation sẽ bằng dilation. Ok, dilation và cái bias sẽ bằng phone. Còn đầu ra của thằng này, đầu vào của thằng này bằng mid channel, và đầu ra của nó sẽ bằng đầu vào in channel. Kernel size bằng 1, stride bằng 1, padding bằng 0, dilation bằng 0, bias bằng 0. Và sẽ ra cái hàm cell chấm functional chấm cell chấm serial loop, nó sẽ bằng là nó work chấm reload với in place bằng true. Lớp control mình sẽ lần lượt not sequential chấm c3, thì c3 sẽ bao gồm chấm c nè cb thôi ha. C3, CB2, trong CV2 thì lại là CV1, thì CV1 chấm ít thôi. Restro xe chấm reload sẽ lấy control cộng cho lớp restro. Ok, đó là lớp bottleneck Identify VSB ha. Thì cái lớp bottleneck Identify VSB này, nhiệm vụ của nó là nó làm gì? Thì nó sẽ tiến hành identify cái những cái đặc trưng của mình. Cần chỉ nghe nó cho là input channel, mid channel, stride và dilation ha. Ok, bây giờ tiếp tục mình sẽ implement cái module chính của mình tiếp tục ha. Thì cái module chính của mình ở đây là cái BSB net này. Thì đối với cái BSB net này thì mình thấy nó sẽ bao gồm những cái lớp như mình nói: feature, parameter link, decoder, auxiliary, và hai cái lớp identify bottleneck hồi nãy ha. Ok, thì ở đây mình sẽ gọi cái hàm restore block bb hồi nãy, và mình truyền vào số lượng block ha. Số lượng block của nó sẽ bằng cái block config cho mình là ở cái phần tử thứ nhất ha. Cái in channel của mình sẽ bằng 256, và mid channel sẽ bằng 128, và cái output channel là sẽ bằng 512, và cái output channel sẽ bằng 512. Stride của mình sẽ bằng 2, và cái dilation thì sẽ bằng 1 ha.
Ok, vậy là mình đã xong cái lớp Resonance số 1. Bây giờ tới cái lớp Resonance số 2. Thì cái lớp Resonance số 2 thì mình sẽ lấy block config là cái block config số 2. Equal channel 512. Và cái số lượng nó mới channel khoảng 256. Và số lượng output channel là 1024 ha. Và cái start bằng 1, dilation bằng 1. Ok, vậy là mình đã xong cái request số 2. Tiếp theo, mình sẽ thêm cái lớp một cái lớp feature dilated. Cái lớp feature feature dialect tiện với kiến trúc ResNet số 1 thì nó sẽ cũng xài cái lớp Register module này thôi, mình sẽ copy lại. Thì với cái Register module này thì mình sẽ xài cái này cái số 0 chứ. Cái số 1. Cái số 2. Yeah. Đối với cái lớp ResNet này thì mình sẽ input channel của mình sẽ là 512. Output 256. Mix channel 256. Và cái output channel sẽ là 1024. Ok, strike 1 và đại lên strike là bằng 1. Và cái dilation của mình sẽ bằng 2. Ok, tiếp theo mình sẽ implement cái ResNet số 2. Thì nó sẽ bằng cảnh phía số 3, cảnh phía cuối cùng ha. Cái bước channel của nó là 1024. Mid của nó là 52. Thì cái mid channel của này nó sẽ bằng 512 và output channel sẽ bằng 2048 và strike bằng 1 và dilation bằng 4. Ok, tới khối BM Pyramid Boolean Module ha. Thì cái lớp Pyramid Boolean Module thì mình cũng xài là ở trên thôi. Cell chấm Pyramid Boolean thì gọi cái hàm pyramid boolean ở trên thôi. Chuyển vào input channel. Lâu lâu cái này nó bị ngáo rồi. In channel là 1024 với 2 của mình sẽ bằng cái image size và cái width. Cái width của mình sẽ bằng là image size luôn, ảnh vuông ha. Và cái số lượng class hãy sẽ bằng n class. Ok, tiếp theo tới cái lớp auxiliary module ha. Thì cell chấm auxiliary module thì nó gọi cái hàm auxiliary module BP2D chuyển về input channel là bằng 1024 hay là bằng image size, width cũng bằng
inside luôn ha. Và số lượng class sẽ bằng là n class. Ok, vậy đã xong cái cấu trúc của nó. Bây giờ tiến hành gọi cái hàm forward để bắt drop ha. À, để truyền vào cái forward và cái network của mình. Mình sẽ gọi ra ở những cái chain thôi. Và mình sẽ tiến hành add từng module nó vào. Feature control is bằng cell chấm feature rest 1 x. Ok, feature rest 2 của x này sẽ bằng cell chấm feature dialect rest 1 ít ha. Rồi cái output auxiliary của mình sẽ bằng cell chấm auxiliary ít. Ok, ít này sẽ bằng cell chấm feature feature khi dialect rest 2 ít. Và x bằng là cái cell chấm pyramid bool lên x. Và cái output của mình sẽ bằng cell chấm về cái lớp decode feature. Đây mình còn phải thêm một cái lớp decode feature nữa. Ok, cell chấm decode feature thì nó sẽ bằng decode bsp feature. Mình chuyển vào cái hay thì cái hay của mình sẽ bằng cái image size và cái width cũng sẽ bằng image size luôn. Và số image số n class cũng sẽ bằng số n class luôn ha. Decode feature in. Và cuối cùng mình sẽ return lại là cái output là 1 và thứ hai là output auxiliary. Ok, và mình sẽ tiến hành unit test cho cái model luôn ha. If name bằng set main ok, mình sẽ tiến hành tạo một cái dummy image và sẽ tạo một cái thọt chấm random với lần lượt là cái bạch sai bằng 2, channel 3, 4.75, 4.75. Make next bằng bsp next. Okay, output sai bằng net. Còn mình chuyển vào cái dummy mịt là mình sẽ pin ra cái output số 0 là cái dự đoán của mình ha. Ok, chạy thử ha.
quên, mình chưa truyền vào cái số lượng number class. Ồ, cái hàng run này. Chỉ pyramid boolean của mình hả? Chuyển vào cái in channel. Last slip. Là pyramid buôn linh nè. In channel buôn linh sai hay biết tôi mà. Có thể mình chuyển đối số bị sai ha. Cái Boolean sai. Cái thằng pyramid Boolean này Boolean sai input channel hay width. Ok, Unix input channel bằng 2048 Unix size bằng 6 3 2 1 hay là bằng image size 8, width sẽ bằng image sai 8. Chạy lại. Cái thằng in channel này không hiểu đúng mà ta. Ok, và bây giờ mình sẽ tiến hành viết cái module training ha. Thì để viết cái module training thì cũng như lần trước thôi.
Mình viết cái file train ở đây ha. Thì ở file train thì from model mình sẽ import cái ASP.NET from đó, mình sẽ import cái thôi cuộc s nữa. Khởi tạo mô đồ chuyển vào số class chuyển vào cái viết cái hàng loss. Thì ở đây mình sử dụng cái BSP loss ha. Người ta lúc mà đi tại design mô đồ, người ta thấy cái hàng này là nó phạt tốt nhất cho cái mô đồ. Sale. Đấy. A luxury way bằng 0.4. Ok. Đây mình sử dụng cái hàm cross entropy ha. Mình sẽ tính giữa cross entropy và cái target. Với mình thêm cái reduction of của mình là min ha. Ok, còn cái loss cho cái hàm auxiliary module thì mình cũng xài mấy cái hàm cross entropy. Em mình có thể viết, mình có thể tính cái độ lỗi giữa cái dự đoán về target để cho mô đồ nó học à. Return là loss self loss reway into loss auxiliary. Ok, mình đã xong cái phần trọng số cho nó ha. Ok, vậy là mình sẽ viết cái hàm phạt criterion, tức là loss function của mình xài cho cái model của mình sẽ bằng cái BSP loss và mình sẽ chuyển vào cái loss reway 0.4. Ok, tới optimizer. Thì cái optimizer mình sẽ bằng cái chấm scd
Và mình sẽ truyền vào một cái list. Thì cái thông số đầu tiên param model chấm feature convolution chấm parameter em mình sẽ truyền vào cái dictionary hồi nãy là 10 mũ trừ 3 ha phẩy này. Ok, tiếp theo là cái feature rest. Feature rest 1. Ok, lên ray 0.01 luôn ha. Và rest 2. Rest 2 của mình thì lên ray cũng bằng 0.01 luôn ha. Và cái dilation cái feature dilation rest 1 của mình cũng là một mũ trừ 3 tương tự. Pyramid Cooling Parameter bằng 10 mũ 0.01 luôn ha. Và cái lớp decoder parameter của mình là 0.01 và cái lớp auxiliary của mình sẽ bằng 0.01 luôn ha. Momentum 0.9 cái quay đi cây này để giảm cái wall fit ha. Và cái scheduler của mình xài là mình sẽ xài cái hàm lambda ha. Lambda epoch sẽ truyền vào là cái epoch cái max epoch ở 100 return là max chấm bầu 1 trừ ok và xong cái scheduler cái lượng train viết hàm train ha.
Ok, vậy là mua đồ rồi mình đã tiến hành training rồi ha. Thì ở cái viết cái demo thì mình chỉ cần mình sẽ cho demo mình có thể chuyển vào cái image, mình sẽ fix cái image, mình sẽ chuyển cái image đó thành cái array ha. Và cái mình sẽ sử dụng cái hàm transform để mình có thể lấy ra được cái image. Sau khi đã transform về cái hiệu chuẩn về cái vùng mà model đã train, và mình sẽ sử dụng cái hàm image unsweet, và tiếp theo mình sẽ fit cái image đó vào cái model ha. Thì mình sẽ sử dụng cái hàm, mình sẽ tạo ra cái nét, là cái sử dụng cái PCB nét, rồi mình sẽ fit vào, mình sẽ có được cái output. Và sau đó thì mình sẽ tiến hành lấy cái output ra. Ok, vậy là đã xong. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nó sẽ ra cái keyboard này ha.